宝子，宝子，你这儿，阿娇，阿娇，喂，đèn thế không biết đó. Miếng ăn đến mồm rồi mà còn cầu trời khấn Phật. Có đi, có đi, có đi. Thế chứ, xác suất 50-50 như thế mà không ăn được. Sao bây giờ đây? Alo, tôi nghe đây. Sao rồi? Lấy được tờ vé số trong cái quân tao bảo rồi chứ? Thực ra là tôi... Sao anh ngập ngừng thế hả? Chưa lấy được à? À, thực ra thì tôi cũng có lấy được rồi. Thế nhưng mà cả cái quần ấy chỉ mới có tờ vé số ấy thôi, chứ còn tôi mới lấy được có nửa cái. Này, nói cái gì thế hả? Thế là rút cuộc vẫn chưa tìm thấy tờ vé đúng không? Cũng phải. Sao anh bảo là chắc chắn sẽ thành công cơ mà? Anh ơi, cái chuyện này sai sót cũng là do tôi. Tôi rất là xin lỗi anh, nhưng mà anh cho tôi thêm một cơ hội nữa, chắc chắn là tôi sẽ làm được ạ. Thôi đi, thế mà còn tự xưng là siêu trộm khét tiếng cái gì đấy không biết. Có mỗi cái việc còn con đấy làm không xong, nhận cái biệt danh đấy mà không biết ngượng à? Này 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 anh ơi, tôi là tôi chưa lấy được, chứ có phải là tôi không lấy được đâu mà anh phải sừng cố hơn anh mắng tôi như thế à? Này, anh có biết là tôi rất ghét người khác xúc phạm đến mình như thế không? Đặc biệt đấy là tôi không thích người khác xúc phạm danh dự của mình đâu nhá. Còn sợ mất mặt nữa à? Thôi đi, không cần phải làm nữa đâu. Okay. Tất cả mọi người đồng ý hết đi. Ok, này. Không cần phải làm nữa. Lần đầu tiên mà có người dám coi thường mình như thế đấy. Lại còn dám sỉ nhục mình nữa chứ. Mà đằng này thuê lại còn không để lộ danh tính nữa. Đúng là tức chết đi được mà. Cả ấy cũng là tại chủ của mày đấy, nên tao mới ra nông nỗi này này. Thôi được rồi, đã thế vụ này không thuê nữa, mình cũng phải làm cho đến cùng. Chào cô. Anh là ai đây? Tôi gửi cô. Tôi xin tự giới thiệu, tôi chính là vệ sĩ được mẹ cô đặc biệt cử đến đây để bảo vệ cô. Gì cơ? Mẹ tôi đang ở nước ngoài mà lại liên lạc với anh á? Đúng vậy. Theo như tôi được biết thì trong khu cô sống rất là nhiều trộm cắp và xảy ra những tình trạng mất an ninh. Thế nên là mẹ cô đã gọi cho tôi trực tiếp để đến đây bảo vệ cho cô. À thì... Đây, mẹ cô còn có gửi một đoạn voice, cô có thể nghe lại. Thời gian này, con bé ở một mình tôi không yên tâm. Lại còn có trộm cắp vào nhà, nên nhờ cậu bảo vệ nó giúp tôi. Đúng là mẹ rồi mà nhỉ? Sao tự nhiên thuê lại không nói gì với mình? Hay là cô muốn gọi điện trực tiếp? Tôi có thể giúp cô. À, thôi, được rồi, không cần đâu. Mẹ tôi nói thì thôi, chứ còn á, bây giờ gọi chắc gì đã nghe máy, bà ấy bận lắm. Thôi, nếu mà bà ấy đã thuê anh rồi thì anh vào đi. Tôi lại cô. Cậu là bạn thân của tôi, cũng hay qua đây chơi, hai người làm quen với nhau nhé. May mà có đoạn ghi âm mình làm giả giống thế chứ. Làm cái trò gì đấy, giật hết cả mình. Gì đấy, không vào làm nốt cho xong việc đi à? Này, sao mẹ của bà tự nhiên lại phải thuê một người đàn ông xa lạ về làm vệ sĩ làm cái gì? Thì tôi biết đâu được. Mà tính mẹ tôi cũng lo xa, ông biết rồi còn gì nữa. Nghe tôi kể nhà có trộm, đương nhiên là phải lo rồi. Đúng, bây giờ bà ở đây một mình thế này cũng nguy hiểm. Nhưng mà đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc cái chuyện hôm đấy nhá. Như nào? Thì tự nhiên nhà có trộm, thế mà nhà thì lại không mất gì. Thứ duy nhất mất là cái quần mà tôi giằng co với cả tên trộm biến thái đấy. Lạ thật đấy, mà nhà tôi cũng đâu phải là không có gì đâu. Ừ, kể thì cũng lạ thật. Thế nhưng mà thôi,
Nói chung là tính mạng của bà vẫn bình thường, không bị ảnh hưởng gì là may rồi. Lần sau cẩn thận mà. Thì có vệ sĩ mẹ mới thuê đâu làm gì. Thì làm sao người lạ. À mà này, thế cái quả vụ mà mua mấy con Việt lốt mà tôi với bà mua chung bây giờ như nào rồi? Thì chúng được đâu. Đấy, ngay mà thế dễ ăn dễ chúng như thế thì khắp cái Việt Nam này ai thành tỷ phú hết rồi. Bà bắt tôi phải mua chung. Thì thôi, lần sau không mua nữa. Đi ra lấy nước đi. Sao hôm trước rốt cuộc là ở đây mà sao bây giờ tìm không thấy nữa nhỉ? Đừng có nói là hôm nay lại công cốc nữa nhá. Ui ơi là ui, rốt cuộc là nửa cái quân còn lại ở đâu? Cái tờ vé số nằm trong nửa chiếc quần còn lại. Nhưng mà bây giờ quần ấy bị xé một nửa rồi thì cô ta còn giữ lại nửa cái quần để làm cái gì? Cô ta vứt xử đi rồi còn gì nữa? Trời ơi, ơi đời. Tôi xin lỗi. Anh đi không nhìn à? Tôi cực kỳ xin lỗi. Không sao. Thôi đi ra ngoài xem quanh như nào. Ừ. Tôi lại cô chủ. Vẫn quá, vẫn còn. Này, sao đây? Làm cái gì mà cứ xuất hiện lù lù sau lưng người ta thế? Làm gì mờ ám mà sao mà rén thế? Rén cái đầu của ông ấy, có chuyện gì? Này, tôi thấy thằng Huy nó... Nó làm sao? Nó có cái gì rất là mờ ám, không bình thường, nói chung là không tin tưởng nó đâu. Ừ, tôi cũng hơi hơi cảm thấy như thế một tí, cứ làm sao ấy. Này, tốt nhất ấy là bà cứ nên cẩn thận mà. Tôi có sao đâu, không phải lo. Biết rồi, tốt nhất là cứ cẩn thận một tí đi. Ừ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn cứ thấy sai sai thế nào ấy. Thế thì mới phải cẩn thận. À, hay là bây giờ tôi gọi cho mẹ tôi nhá. Mấy hôm nay bận quá, không gọi được cho mẹ gì cả. Tiện thể hỏi luôn xem là mẹ tôi tìm cái ông vệ sĩ kia ở đâu. Ừ, hỏi xác nhận luôn. Alo, mẹ à? Mấy hôm nay mẹ bận cái gì mà không gọi cho con thế? Mẹ xin lỗi, mẹ bận quá mà mấy hôm nay sao rồi? Có gặp trộm cướp gì không? Mẹ ở đây không yên tâm chút nào. Con không sao, mẹ không phải lo đâu. À, mẹ ơi, cái tên vệ... Để mẹ thuê nhá. À, mẹ chưa thuê vệ sĩ cho con đúng không ạ? Ừ, đúng rồi, mẹ bận quá con ạ, để mẹ thuê nhá. À, thôi, cũng không cần đâu mẹ ạ. Mà thôi, bây giờ con có việc bận rồi. Lát nữa con gọi cho mẹ sau nhá. Hắn ta là ai? Sao lại lừa tôi như thế nhỉ? Bây giờ ấy, bà cứ phải bình tĩnh để tìm phương án giải quyết. Dục tốc là bất đạt. Không được, nhất định tôi với ông phải tìm hiểu kỹ xem hắn ta là ai, có mục đích gì. Bỏ ra. Gì? Chết rồi. Sao? Cái giọng nói này quen lắm. Hắn ta tên biến thái là một à? Có nghĩa tên Huy này chính là cái tên lần trước đột nhập vào nhà của bà. Thế lần này hắn ta có mục đích gì? Thật đấy, dám lừa tôi một cách trắng trợn như thế, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn ta đâu. Bình tĩnh, dục tốc là bất đạt, dục tốc là bất đạt, dục tốc bất đạt.
Làm cái gì mà gọi mãi không nghe máy thì không biết nữa. Anh, làm cái gì mà tôi gọi mãi không được thế? Tôi đợi ông cả buổi rồi đấy. Hà Nội không vội được đâu. Điện thoại thì đang cầm trên tay, thế mà người ta gọi thì không nghe máy là nào? Chắc là sóng yếu. Thôi kệ đi, lần sau để ý vào. Này, nhìn đi, may mà hôm qua tôi với cả ông lắp camera đấy. Nhìn bộ dạng quán đi. Đi vào thôi, tôi không đợi được nữa rồi. Từ từ. Cái tay trộm biến thái này. Hai người, thì ra là hai người đã phát hiện ra tôi từ lâu rồi đúng không? Mau đưa cái thứ mà anh vừa lấy ra đây. Anh là ai mà lại biết tờ vé số của tôi ở đây hả? Nói nhanh. Cái này á, thì đủ xem hai người có bản lĩnh không đã. Để tôi xử lý cho. Cái tay khốn này. Ui. Có sao không? Tôi không sao. Thật ra thì cái tờ vé số đấy trúng giải rồi. Cái gì cơ? Tôi xin lỗi tại vì tôi đã không nói cho ông biết. Tôi không sao. Coi như là của đi thay người. Cái này nó không có duyên với mình thì mất cũng được. Nhưng mà nếu mà có cơ hội, nhất định là tôi sẽ tìm lại tên Huy đó lại. Mày tưởng là mày sẽ giữ cái tờ vé số tiền tỷ này một mình trong tay à? Tham thì thâm nhá. Đúng là con ngu. Cái tờ vé số này tao cũng đã sớm đánh cháo thành một cái tờ vé số dởm khác rồi. Mà hôm nay mình bất cẩn thật đấy. Tự nhiên lại mang luôn cả cái điện thoại mà dùng để gọi riêng cho thằng Huy đến. May mà con ngu đấy nó cũng không phát hiện ra. Thế quái nào mình lại thuê ngay với một thằng siêu trộm mà vừa đần vừa liều. Thôi, để kệ cho nó gánh vác hết tất cả mọi thứ một mình. Còn mình thì cứ ung dung hưởng thụ tờ vé số ấy cũng được. Tôi đã tìm vào tờ vé số mà anh yêu cầu đây rồi. Tuy là anh không thuê tôi nữa, nhưng mà tôi làm việc chưa bao giờ thất bại, nên đã được thuê sẽ làm tới cùng. Tôi muốn bàn giao lại tờ vé số cho anh. Mẹ cái thằng ngu đần này. Đã ngu rồi còn nhiệt tình. Mà quái lạ thật. Rõ ràng là nó biết cái tờ vé số đấy trúng tiền tỷ đang giữ ở trong tay thế mà không nổi lòng tham à. Nhưng mà thế này cũng phiền lắm đấy Nga. Ngon. Thôi, trả tờ vé số đây. Vé số nào? Tôi có biết gì đâu. Thôi, đừng có diễn nữa. Tôi đã tìm được Huy và biết được là tờ vé số trong tay Huy là giả. Check lại camera ấy thì cũng thấy là điện thoại ông liên tục đổ chuông lúc đang ở nhà tôi. Này, tôi đâu có ngu đến mức không thể biết được ai là người thuê Huy. Người mà hiểu rõ tôi đến cái mức biết được tôi nhét tờ vé số ở đâu để thuê Huy đi lấy nó chỉ có ông thôi. Thế thì sao? Tôi chỉ lấy những thứ thuộc về mình thôi. Ông, tôi nói không đúng à? Lúc mua tờ vé số, rõ ràng bà nói với tôi rằng nếu mà cái tờ đấy có trúng thì nhất định là sẽ chia phần thưởng cho cả hai. Tại sao bây giờ khi mà thấy tiền rồi thì bà lại thay đổi ý? Chuyện này tôi tham thì thâm thôi, bà đừng có trách ai cả. Cứ chả nhẽ tình bạn của chúng ta chỉ đến nước này thôi à? Bạn bè cái chó ấy, cái loại tham tiền như mày tao không cần. Mày im đi. Loại mày thì cũng như thế thôi. Đừng có mà lên mặt dạy đời tao. Bây giờ có trả tờ vé số cho tao không? Có chết tao không trả. Bỏ ra, bỏ ra, nè, bỏ ra, không được. Thôi, lũ ngu này. Không được. Trả tờ vé số đấy. Chết rồi. Tiền của tôi. Tờ vé số của tôi.
Không ai nhiều khách thuê đấy nhở. Mình cũng là siêu trộm thiên tài mà. Bảo sao chẳng nhiều người thuê. Dạ vâng ạ, tôi nghe đây ạ. À vâng ạ, bên mình cứ dùng hết cái số tiền trúng vé số đấy đi mà làm từ thiện ạ. Dạ vâng, mọi người làm việc tiếp nhé, cảm ơn ạ. Tự dưng lại có một khoản tiền lớn như thế để làm thiện nguyện. Thế là bù lại công đức của mình sau bao nhiêu lần làm chuyện xấu rồi. Còn cái tên Oanh đấy, chắc là bây giờ vẫn nghĩ là đã lừa được mình. Ngay từ cái lúc mà có người thuê mình ấy, là mình đã nhận ra chính là giọng của hắn luôn mà. Chỉ cần va nhẹ một tí là lấy được tờ vé số. Hắn làm sao mà có thể nghĩ ra được. Cái tên Oanh đấy thì làm sao mà đấu lại được mình chứ. Còn Oanh với cả My cứ tưởng là thân thiết với nhau như thế nào. Hóa ra là cũng chỉ vì đồng tiền mà lại cắn xé nhau. Thôi, coi như là tôi làm phúc cho hai người vậy.